về tối hôm qua. Mưa nhưng mà vẫn hàng nó vẫn về đều, hàng tẩy nét nha. Này có nhiệt 75 từ 5. Bơm nó xài chung với ZX luôn. Này ngày trước mình có về một cái mình bán cho anh em kia, họ nói đem về to quá. Nhưng mà cái này chắc giá đắt hơn, giá này mắc hơn. Bơm này nó xài rất là đời cao, rất là cao. Chỉ cái đeo này là giống của máy thôi.